Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vụ bí thư xã giết cháu vợ thế thần, thêm một tình tiết mới. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định bổ sung khởi tố bí thư xã về tội xâm phạm mồ mả. Vụ án giết cháu họ để trục lợi bảo hiểm của bị can Đỗ Văn Minh, bí thư đảng ủy xã Liên Minh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, khiến dư luận quan tâm suốt thời gian qua. Ngày 26 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã cho biết đơn vị này đã phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh về tội xâm phạm mồ mả. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi trên. Theo điều tra, đối tượng khai nhận vào tối ngày 27 tháng 4, 2020, Minh điều khiển xe ô tô vào nghĩa trang thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông đào một ngôi mộ mới chôn, chưa có bia, mới nóc cát cao hơn so với mặt đất, vân vân. Khi đến nơi, một mình Minh đã dùng xẻng đào sâu tới quan tài. Tuy nhiên, do không có dụng cụ để cậy nắp quan tài và quá mệt nên Minh đã lấp đất lại và bỏ về. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hành vi nói trên của Đỗ Văn Minh có dấu hiệu phạm tội xâm phạm mồ mả. Sau khi mưu đồ không thành, đến tối ngày 3 tháng 5, đối tượng mới ra tay giết hại cháu vợ là anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 5, cơ quan công an nhận được tin báo có một chiếc xe ô tô bán tải bị cháy rụi tại quốc lộ 28. Bên trong có một thi thể, công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân. Ngày 4 tháng 5 năm 2020, công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng để điều tra vụ án. Đến ngày 9 tháng 5, Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự đã có kết quả giám định ADN. Kết quả khẳng định thi thể nạn nhân trên xe không phải là Đỗ Văn Minh mà là anh Trần Nho Vương. Ngày 12 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để làm việc với gia đình nạn nhân và làm các thủ tục bàn giao giấy tờ, trao trả hài cốt anh Trần Nho Vương cho gia đình về lo hậu sự. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã có mặt tại nghĩa trang xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để khai quật hài cốt anh Vương đưa về an táng tại nghĩa trang xã Đan Phượng. Ông Hoàng Thanh Hải, bí thư huyện ủy Lâm Hà cho biết, Ban thường vụ huyện ủy đã thống nhất đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Minh. Theo công an tỉnh Đắk Nông, ông Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Đầu năm 2020, đối tượng này mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng. Nếu ông Minh chết sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Bước đầu, phán đoán có thể đối tượng đã âm mưu tìm một xác chết để thay thế mình nhằm mục đích trốn nợ và để vợ hưởng số tiền bảo hiểm trên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.